Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Hôm nay thì mình đang tham dự cái lễ ra mắt của chiếc xe máy điện ở VinFast Evo 200. Thì VinFast họ cũng có chia sẻ rằng là đây là một trong những chiếc xe điện quốc dân của VinFast, và kỳ vọng đây là một trong những chiếc xe mà sẽ tiếp cận được rất nhiều những đối tượng khách hàng khác nhau, trong đó có cả những người làm công ăn lương, công chức ở trong nội đô, cũng như là các cháu học sinh, sinh viên. Bởi vì nó sẽ có hai phiên bản. Phiên bản Evo 200 này thì sẽ có cái tốc độ cũng như là có cái khả năng di chuyển trên 50 cây số một giờ. Còn phiên bản Evo 200 có chữ LITE ở đây, tức là Evo Lite 200. Phiên bản Evo 200 Lite sẽ có cái tốc độ dưới 50 cây số một giờ. Cái phiên bản đó thì sẽ chỉ giới hạn tốc độ như vậy thôi. Cho nên là cái phiên bản đó mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với các cháu học sinh sinh viên hơn. Đấy, chưa có bằng thì có thể là mua cái phiên bản Evo 200 Lite. Còn phiên bản này sẽ có cái tốc độ giới hạn là 70 cây số trên giờ. Một chiếc xe máy điện thì chúng ta sẽ quan tâm tới cái khả năng di chuyển được bao lâu, đúng không ạ? Thì VinFast họ còn chia sẻ rằng là đây là một trong những chiếc xe điện mà nếu như mà các bạn sạc đầy thì nó có thể di chuyển được tối đa khoảng hơn 200 cây số một chút. Đây. Cái màu này khá là đẹp nhá, nó có tổng cộng là mình nhớ không nhầm là khoảng 5 đến 6 màu sắc gì đấy, màu trắng này, màu đen này, màu đỏ, màu vàng. Đó, màu vàng màu gì nữa lại không nhớ lắm, đại loại là có khoảng tầm 5 đến 6 màu. Và các bạn có thể thấy ở đây cái thiết kế của VinFast Evo nó có rất nhiều những điểm nhấn mang tính chất là thời trang và trẻ trung. Đấy. Chúng ta sẽ có cụm đèn chiếu sáng này, full LED hoàn toàn này, bi LED nhá. Đấy, chiếu sáng rất xa và cái thiết kế nó khá là đẹp. Ở phía bên dưới đèn xi nhan cũng dạng LED này. Cái màu sắc của nó rất là sâu nhá các bạn. Rất sâu màu. Khá đẹp, chắc chắn độ hoàn thiện rất là tốt. Đấy, độ hoàn thiện rất là tốt. Lốp này thì mình nghĩ rằng là với những chiếc xe di chuyển ở trong phố như này thì cũng không cần phải đòi hỏi lốp quá to, và như này nó cũng rất là tiết kiệm. Phía trước là phanh đĩa này. Phía sau mình nghĩ là tang trống thôi. Hai vị trí ngồi. Phía đằng sau ở đây thì chúng ta sẽ có đèn LED hai bên này. Đấy, đèn hậu cũng dạng LED này, rất đẹp, thiết kế rất đẹp. Với chiếc xe VinFast Evo này thì chúng ta sẽ có một cái không gian cốp sau khá là rộng rãi đấy, các bạn có thể thấy đây. Chúng ta có thể để 2 đến 3 bộ áo mưa này, cốp rất là sâu nhá. Đấy, để khoảng 2 cái mũ bảo hiểm đây, một bộ áo mưa hoặc 2 bộ áo mưa vô tư. Đấy, những vật dụng đồ cá nhân ở đây nữa, đầy đủ hết, không thiếu gì. Và VinFast họ có chia sẻ rằng là chiếc xe này thì sẽ đi kèm với cả một bộ sạc khoảng 400W. Đây, bộ sạc của nó đây. Bộ sạc đây. 400W. Đây, bộ sạc của nó đây khoảng 400W. Bộ sạc này thì nó thiết kế rất là dày dặn nhé các bạn nhé. Và được bảo hành đàng hoàng luôn. Đây, dòng điện đầu vào 3A max, đầu ra 72V, 5.5A max. Cấp bảo vệ IP22, tức là cấp bảo vệ nước đấy. Công suất 400W đây. Đấy, bộ sạc pin của nó khá là dày dặn và khá là chất lượng. Đây được mình số khung ở đây nhá các bạn nhá. Đấy. Nói về vật liệu da ngồi thì các bạn có thể thấy rằng là nó rất là chắc chắn này, bền bỉ chưa? Này, trông rất là chắc. Nhưng mà ngồi vào thì cảm giác rất là êm nhá. Nhìn chung là độ hoàn thiện rất là tốt các bạn ạ. Mình nghĩ rằng với khoảng tầm tiền khoảng 22 triệu thì chiếc VinFast Evo này là một trong những cái sự lựa chọn mình nghĩ rằng là phù hợp. Mua một chiếc xe số với tầm tiền khoảng đấy, 22 triệu đổ lại, thì chúng ta chỉ mua được một chiếc xe số thôi. Không thể nào mua được một chiếc xe tay ga, đúng không ạ? Ví chẳng hạn như là Honda Vision, cái xe rẻ nhất của Honda thì cũng phải đâu đó cỡ khoảng trên 30 triệu rồi. Mà trong khi đó chưa tính tới là hiện tại kèm lạc nữa, đúng không ạ? Thời điểm vừa qua là xe không có. Tay nắm thì cầm rất là chắc chắn. Phía bên trên này chúng ta sẽ có những cái sơn mờ này rất là đẹp này. Các nút bấm điều khiển thì mình đánh giá là hồ đồ hoàn thiện rất là tốt. Không có chìa khóa smart key nhé các bạn nhé. Chỉ có khóa cơ như này thôi. Đấy.
Đây, đây là điểm mà chúng ta cảm thấy rất là ok này. Phần phía bên trên màn hình này, LCD luôn, full điện tử này. Mở lại cho các bạn xem nhé. Đó, hiển thị tôi đang ở để ở chế độ Sport này. Chúng ta có hai chế độ Eco và Sport này. Nhưng mình sẽ vận hành cho các bạn xem nhé. À, có hiển thị pin này, số km này, nhiệt độ này, nhiệt độ của pin đấy, system battery 29. Hôm nay trời mưa bão nên là có lẽ là một lát nữa thì mình sẽ quay lại để trải nghiệm vận hành cho các bạn xem nhé.